Người nha, chủ tịch mới qua nha cả nhà. Đó, hôm nay nhóm chúng em phát từ thiện nha cả nhà ơi. Đậu xe đó đi anh Tuấn Nguyễn, quá cổ lại đi anh. Không sao đâu. Ba chú nhiều cũng được. Ở chủ tịch mới qua nha, nhóm em cũng hôm nay phát cầm 500 phần bánh canh chay, nuôi chay nha cả nhà. Đó, trong đó là có 200 phần là nhóm ủng hộ. Mà trong nhóm là có dì Sưng nè, dì Sưng nè, Phiêu Long nè, anh Cấn Nguyễn nè, với anh Vinh, chị Phượng hai người, với ông Dậu là tổng cộng 5 người là 5 triệu nha, là nấu 200 phần nha. Còn em thì không có ủng hộ nha cái nhà, tại vì em mà làm riêng của em, tại lúc đầu em cũng có nói trước rồi, em với làm riêng của em. Rồi với có cô Thảo ủng hộ 5 triệu nấu bánh canh, và chị Kiên ủng hộ 1,5 triệu luôn, với anh Lâm Nguyễn ủng hộ 1 triệu nữa. Tổng cộng là mấy anh chị cũng ủng hộ được đó là hết 7,5 triệu, là nấu được 300 phần, với nhóm nấu được 200 phần nữa là tổng cộng là 500 phần nha cả nhà. Bây giờ chủ tịch vô phụ nha cả nhà ơi. Đó, nãy giờ chủ tịch ăn sáng. Nói chung sáng chủ tịch mới đi họp xong. Họp xong rồi đi ăn sáng, giờ mới qua phụ với mọi người một tay nha cả nhà. Ở nãy giờ cho hết cũng phân nửa rồi nha. Sáng nay clip là đa số anh Dậu quay nha. Nói chung là em phụ thôi chứ em không có quay ít. Nói chung các em quay cỡ một clip rồi, lát clip thứ hai em sẽ đi phát nha. Nói chung clip đầu clip đầu là anh Dậu phát, clip sau em phát nha. Đó, hôm nay em cũng có đem bánh trung thu ra cho mọi người nha cả nhà ơi. Đó lý do anh biết sao em đi trễ chưa? Trời ơi, thôi má cái tay chân con thẹo từ lưa rồi nè má. Ai biểu ngày chủ tịch bốc hốt kia mà mới thẹo. Nguyễn Công Phụ nha, đó mỗi người một tay nha cả nhà. Hôm nay rất là đông nha, đầy đủ nha, có Phiêu Long nè, Cấn Nguyễn nè, anh Thành Nguyễn nè, dì Sưng nè, anh Hiến nè, Quỳnh nè, có Quỳnh nè, Chị Nhiên nè, Chế Dũng nè. Cái này cho ăn ra ngoài, mỗi người một phiếu ngoài. Là một phần bên em nha cả nhà. Đó, có rất là đầy đủ món ăn nha, chỉ là chỉ giá 25k một phần nha cả nhà ơi. Đó mà nhiều đến vậy nha. Ở ngoài 25k một phần chưa chắc đã nhiều được như vậy đâu. Cái này là nấu chất lượng nha cả nhà. Đó là có nuôi nè, có chả chiên, chả chay nè, chỉ có bắp nè, có bì căng nè, có đậu hũ kỳ nè, có cà rốt nè, có củ cải trắng nè, có cá viên nè, có nấm đông khô nè, có nấm rơm nè, chỉ có bắp luôn nha cả nhà. Đó, đầy đủ luôn nha cả nhà. Rất là nhiều topping nha cả nhà. Đó, đáng giá 25.000 một phần nha cả nhà ơi. Đó, cho con anh Tuấn Nguyễn nha, cái bé này. Đó, giờ cũng phát like ra nha cả nhà. Đó, nát giờ sắp tới sẽ đi cho bệnh viện nữa nha. Giờ đây cũng phát like ra cho mọi người. Đó. Đó, anh Tuấn Nguyễn nè. Chắc con sống không có nổi. Anh Tư, anh bỏ con đi, giờ con nhức đầu quá mẹ ơi. Nè, anh Tuấn Nguyễn. Trời ơi. Sao lại chửi vợ gì? Mấy ngày nay con nhức đầu quá mẹ ơi. Đầu dưới hay đầu trên? chửi vậy à. Nhóm em mỗi người một tay nha, đầy đủ nha cả nhà ơi, mỗi người một tay một chân nha cả nhà. Đầy xe nha cả nhà, bắt đầu đi thêm đợt 2 nha, đợt 1 là phát bệnh viện 115, đợt 2 sẽ phát bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nha cả nhà. Đó, đầy xe hết rồi nha cả nhà. Đó, anh Thành gieo duyên chuyến xe không đồng nha, cho nhóm đi phát công nha. Nói chung đi xe hơi thì nói chung đỡ cực hơn nha cả nhà. Giờ anh Thành đóng cho chừng cái miếng này nha. Rồi, biết rồi. Đóng nhẹ chứ. Rồi nó cột vô đó. Đó, nhóm mà vẫn còn đang làm nha, chủ tịch thì đứng đây. Đó, anh Tuấn sao anh? Hôm nay nghỉ live bữa nha bà con, cô bác ơi, thông cảm nha, phát quà từ thiện nha. Đó, làm xong rồi nghỉ xe hơi đúng không anh? Không,
Đó, mai em chị ơi em vô coi ủng hộ đơn cho tụi em nha. Rồi mai ủng hộ đơn cho em nha. Rồi lên đi ông nội, con bỏ vô. Nhóm chúng em có bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đây nha. Đó, hôm nay chúng em sẽ phát bánh canh nuôi chai ở đây nha cả nhà. Đó, hôm nay 500 phần nha. Đợt đầu anh Dậu phát cho bệnh viện 115, bây giờ đợt của em là phát cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nha cả nhà. Còn mở cốp xe nè, phát nha cả nhà. Đó, nuôi chai mọi người, xếp hàng nha cả nhà ơi. Cừ, ai một phần nha. Đó, nuôi chai không đồng nha cả nhà ơi. Đó, mỗi người một phần nha. Đó, hôm nay là của trong nhóm hội thiện nguyện nhóm Phát Tâm nha, với có cô Thảo cũng ủng hộ 5 triệu, Phát Tâm với anh Lâm Nguyễn 1 triệu, với chị Tiên 1 triệu rưỡi nha cả nhà. Rồi từ từ nha, ai cũng có phần đứng xếp hàng vô nha. Rồi. Nuôi chai nha cả nhà. Nuôi chai nha. Đó, nuôi chai không đồng nha cả nhà ơi. Đó, bánh canh không đồng nha, nuôi không đồng nha cả nhà ơi. Rồi. Nuôi chai chú ơi. Nói giờ này cũng 12 giờ trưa cả nhà, nên giờ này chắc cũng qua một chút giờ ăn cơm, mà nên mọi người cũng hơi chậm tí nha cả nhà. Phát phần cho chú kia nha cả nhà. Rồi chạy qua đi cô. Đó, mỗi người một phần nha cả nhà. Nuôi chai anh. Nuôi chai không đồng nha. Đó, nuôi chai không đồng đi mấy anh chị ơi, mỗi người một phần nha. Đợi chứ gần xong rồi anh ơi. Nuôi chai anh ơi. Rồi anh Thành. Đó, nuôi chai đi chị ơi. Đó, hôm nay mấy anh hội thiện nguyện nhóm Phát Tâm nha mấy anh chị ơi. Đó, trong đó có cô Thảo ủng hộ 5 triệu, với chị Tiên ủng hộ 1 triệu rưỡi, với anh Lâm Phạm ủng hộ 1 triệu nha cả nhà. Với nhóm Hùng Lại nấu 200 phần nha, còn mấy anh chị Hùng Lại được 300 phần. Nuôi chai mỗi người một phần nha, quan hỷ nha cả nhà ơi.
Đó, vô trọng kêu giùm nha em nha mấy anh chị. Đó, giờ còn lại một chút rồi cả nhà. Chị ơi, nuôi không đồng chị ơi. Đó, nuôi không đồng nha anh chị. Mỗi người một phần nha anh chị ơi. Rồi lấy chú ơi, một phần chú ơi. Dạ dạ dạ. Đó, giờ cũng hơn phân nửa rồi cả nhà ơi. Nuôi cha anh ơi. Nuôi cha, nuôi cha anh chị ơi. Rồi đó. Dạ dạ, cho con bịch đi em. Ở giờ còn cỡ như phần phi long. Mọi người một phần cô ơi. Nuôi cha không chú? Dạ dạ. Rồi ok anh. Đó, hôm nay nhóm chúng em phát cầm 500 phần nuôi chai nha cả nhà. Rồi đó, mọi người cũng lấy nhận nha. Bây giờ cũng qua hơn 12 giờ trưa rồi nên cũng mấy anh chị chắc cũng ăn cơm hết thì giờ này cũng nghỉ trưa nên nó hơi chậm. Nuôi chai, nuôi chai. Đó, có mặt đặt tên nha. Đó, mỗi người một phần nha cả nhà. Không đồng không cô ơi? Mỗi người một phần anh ơi. Giờ mỗi người một phần luôn nha cả nhà. Chai cả nhà ơi, mỗi người một phần nha anh chị ơi. Đó, còn vài phần nữa, lẹ lên anh chị ơi. Còn vài phần nữa hết là nuôi chai nha. Nuôi chai không đồng. Rồi, mỗi người một phần anh ơi. Còn mấy anh chị ra sao á anh ơi? Nuôi chai không đồng anh ơi. Đó còn mấy phần anh. Hai phần kìa, mấy anh chị ra kìa. Không cảm nha anh ơi. Dạ 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 dạ. Nuôi chai rồi, phần cuối cùng luôn, rồi. Vừa hết luôn cả nhà ơi. Đó, em về lại có ốc nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cuối cùng đã xong nha. Đó, nãy giờ em mới phát bình nhiên Phạm Ngọc Thạch xong rồi về nha cả nhà ơi. Đó, xong chiến trường giờ cũng là 1 giờ trưa cả nhà ơi. Đó, nên hôm nay chắc ốp làng bữa, hôm nay ốp luôn hết nhậu, ốp bữa không? Ờ, ốp đi cho mọi người nghỉ ngơi đi. Cái gì vậy em? Muốn xỉu hả? Để dán cờ 500 cho chị nha. Ôi dán cái cười liền. Trời ơi.
Trời ơi, sao chị chơi, chị chơi, chị gì, chị nói lại câu nãy coi. Em yếu ớt mộng anh. Không mẹ ơi, sao mẹ ơi, sao chị? Anh Tấn ơi, gì hả bà? Mẹ ơi, cái này có sống không? Ơi ơi ơi. Anh còn lấy 5 triệu vàng của con nữa. Trời ơi, hay quá chị Nhiên ơi. Trời ơi, hay quá. Anh Tấn ơi, về trả vàng cho em. Đang chịu chết luôn á. À, cũng câu động nó xong rồi nha mọi người. Rồi, giờ mọi người ngồi một nơi nghỉ ngơi nha cả nhà. Ai làm gì làm chứ giờ Dũng tôi vẫn ăn. Thì một lần nữa em xin cảm ơn nha. Cảm ơn chị anh Lâm Nguyễn, cô Thảo với chị Tiên đã chung tay với nhóm của tụi em là phát 500 phần. 500 phần đuôi chai với bánh canh chai cho bà con nha. Nói chung là một phần quy ra là cỡ 25.000 nha cả nhà. Đó là có hộp đồ ăn đầy đủ, nãy em có coi cái clip đồ ăn đó cả nhà, 25.000 là top pin rất là nhiều luôn nha cả nhà. Với có hộp chất lượng nha cả nhà, một chai nước suối là của anh là một với lại nước suối của chị Suka ủng hộ là 500 chai. Ủa, nước rồi. Suối là riêng lộn nước suối là riêng của chị Suka ủng hộ nha cả nhà. Có muỗng có đũa nữa nha các chị. Để qua chân các em. Các anh chị đã mạnh thường quân đã nhân viên lại luôn cái cơ hội để làm thử nghiệm. Em biết ơn các anh chị, chúc các anh chị nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Nói chung là chị Duyên cũng gửi lời thay mặt nhóm cảm ơn các anh chị nha. Và hôm nay là chính là chuyến thiện nguyện thành công mỹ mãn nha mọi người. Đó, để qua hỏi anh Tấn Nguyễn có đôi lời góp ý. Anh Tấn Nguyễn mệt đó hả? Em mệt đó mọi người. Kỳ vậy, kỳ vậy làm sao? Lấy vàng mày nào trả mày. Mày ơi, tới công chuyện. Rồi, nói chung là nhóm A cảm ơn các anh mạnh thường, anh chị mạnh thường quân ăn cho bánh canh với nuôi cho bà con nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Quan hỷ nha mọi người. Cô Thảo nè, anh Lâm Nguyễn chung tay, anh Lâm Nguyễn với ai, chị Tiên với nhóm của tụi em 200 phần, còn anh Thả cô Thảo là với chị Tiên với anh Lâm là 300 phần, là tổng cộng là đi 500 ha. Ok, vui vẻ nha, vui vẻ không bạo nha. Đó, cuối cùng cũng hết rồi nha cả nhà. Xong hết rồi nha. Lại có chuyến rồi bây giờ mọi người ơi, ship hàng chị Trang lì xì mỗi người 500.000. Trang bỏ chạy luôn rồi kìa. Trang bỏ chạy luôn rồi. Chứ nhiều cho đứa thuốc thôi, chứ nhiều. Rồi đó chứ, clip cũng ra dài nha mọi người. Cái clip cho mọi người, cái clip này sẽ một like, một chia sẻ cho mọi người nha. Rồi, bye bye nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đợt cuối là em đi luôn nha, em đi chung anh Thành nha. Nãy em có quay clip kết thúc mà thôi, giờ còn đợt cuối em đi quay sẵn quay cho mấy anh chị xem luôn nha cả nhà. Đó mọi người. Rồi. Chay chú ơi, đó nuôi không đồng nha anh chị ơi. Đó rồi, xếp hàng đi, ai cũng cừ nha. Nuôi. Bánh canh chay nuôi chay á anh ơi. Đó, bánh canh không đồng nè chú ơi. Đó, mại vô cả nhà ơi. Nuôi không đồng đi anh chị ơi. Rồi, nuôi không đồng nha cả nhà ơi. Rồi, chúc anh ăn ngon miệng nha anh ơi. Nuôi chai. Nuôi chai chị ơi. Rồi, một phần. Chú anh ăn ngon miệng nha, chú ăn ngon miệng nha. Cho cái bà cụ bên kia. Rồi, nuôi chai cả nhà ơi. Nuôi chai cả nhà ơi. Đó, hiện tại giờ cũng 1 giờ trưa, nắng lắm cả nhà ơi. Có thẻ mới 2 phần hả? Dạ đúng rồi, có thẻ mới được 2 phần. Rồi, không sao. Chúc anh ăn ngon miệng nha anh. Chai không đồng, nuôi chai bánh canh chai không đồng cả nhà ơi.
Nuôi trai cô ơi. Nuôi trai nè mấy anh chị ơi, không đồng nha. Nuôi trai chị ơi. Nuôi trai không đồng nha. Nuôi trai nè cô ơi. Canh nha chị ơi. Bánh canh chai nha. Không đồng nha cả nhà. Bánh canh chú ơi, vô đi chú. Không đồng, không đồng. Chai chai chú. Anh. Rồi, rồi chú anh ăn ngon miệng nha anh ơi. Đồ chai nuôi chai á. Chú ơi. Đó, gửi cô này bán bánh nha, một phần nuôi chai nha cả nhà. Nuôi chai không anh? Ơi. Nuôi chai nè anh trai ơi. Nuôi chai cả nhà ơi. Nuôi chai nè anh trai ơi. Chai nuôi chai nha anh ơi. Đó. Hôm nay anh Thành cũng hỗ trợ chuyến xe không đồng gieo duyên nha cả nhà. Nuôi chai chị ơi. Nuôi chai chú ơi. Nuôi chai không chị? Tới nuôi chai nè chị. Ở ngoài có ai kêu kêu ra lấy giùm em nha chị. Còn mấy nữa. À. Chạy hận hết rồi chị. Dạ 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 chị. Dạ dạ rồi. Rồi chị. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Nuôi chai nè chú ơi. Có 3 phần cuối cùng nha cả nhà ơi. 3 phần cuối cùng. À, chú lấy phần đi chú. Dạ dạ nuôi chai nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Đó, cho chị này một phần nha. Còn chị này một phần hết luôn nha cả nhà. Đó, giờ còn cũng xin kết thúc clip đây nha. Cảm ơn mấy anh chị mạnh thường quân rất là nhiều nha. Đã cùng nhóm gieo duyên 500 phần nuôi chai nha. Cảm ơn nha, bye bye nha cả nhà. Còn xin kết thúc clip nha cả nhà. Sẵn rồi giờ còn quay chung, ghép chung clip với Khư Thiện nha. Bữa chị Khí Trần có tặng cho chị Sưng một hộp bánh trung thu nha. Cảm ơn Khí Trần tặng cho một hộp bánh trung thu nha. Cảm ơn chị Khí Trần tặng cho em hộp bánh trung thu nha. Kìa học của anh kìa. Nè. Cái chút mặt anh kìa. Kìa. Đó này là của anh Vinh nha. Chị Thí Trần nặng cho anh Vinh một hộp nha. Cảm ơn chị Thí Trần nha chị. Cảm ơn chị cho chúc sức khỏe chị. Rồi đó. Với anh con này có cặn mọi người một cái nha. Bây giờ còn sẽ lấy nha cả nhà. À, của anh con này cặn cho dì Sơn với Phiêu Long nha. Mỗi người một cái hợp cẩm nha dì Sơn ơi. Cái gì hả? Rồi anh dậu đừng cái nha. Là dì Sưng với Phiêu Long mỗi người một cái á. Cái của chị Nhiên còn xin gửi dì Sưng giữ giùm chị Nhiên nha. Bữa anh con này có gửi anh cái nè. Bữa anh lấy đậu xanh không trứng anh. Đúng rồi. Rồi anh Tuấn Nguyễn nha. Anh Tuấn này nha. Rồi vợ gửi vợ chồng anh Vinh chị Phượng mỗi người một cái nha anh Tony gửi nha. Rồi cảm ơn anh Tony nha, anh Tony chúc có sức khỏe anh nha anh Tony. Rồi rồi. Hỏi với Dũng đi, Dũng không ăn thì anh ăn giùm cho. Ủa Quỳnh giữ giùm chứ Dũng cái đi Quỳnh. Gì? À đó đưa một cái đưa cho Quỳnh giữ giùm chứ Dũng nha cả nhà. Nhớ giữ nha cho chồng ăn nha. Rồi cảm ơn anh Tony nhiều nha, chị Khí Trần nhiều nha. Cảm ơn đó vui vẻ nha cả nhà ơi.